Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách gian bếp. Thì ở dưới tầng trệt thì nhìn rất là rộng rãi thoải mái. Tầng trệt thì gian bếp để một bên, cầu thang nằm bên, thành ra nhìn căn nhà rất là rộng luôn, có sân trước sân sau. Nhà này diện tích bề ngang là 4m9, chiều dài 16 thì 80m2, sử pháp lý là sổ hồng, thổ cư, sử dụng một trệt một lầu thì khoảng 140m2. Nhà pháp lý thì sổ hồng thổ cư đã hoàn công. Đây là phía ở trong phòng khách và gian bếp thông luôn ha, thì có ngăn qua một bên. Đây là phía trên trần, còn cầu thang thì nằm một bên. Thì nhà này thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, trong gạch gạch bàn. Nhà rộng rãi thoải mái, giá dao động sở hữu căn nhà này thì dao động khoảng 1.990.000.000 sở hữu ngày, giá còn thương lượng. Thì để quay phía trước con đường cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn ha. Nhà thì cửa bóng kính cắm gắn kiến cường lực, dán gạch từ dưới lên trên. Sân trước rất là rộng rãi, có thể đậu xe ô tô trong nhà được luôn. Hướng này sẽ đi ra lộ 61C khoảng 2 km, dịch tới chợ Cái Răng thì tầm khoảng 4 km, dịch tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì khoảng 6 km. Quay về hướng này, hướng Tây Nam, phía trước có mặt tiền sông gạch, lộ giới thì 4m, bờ kè này là của căn nhà luôn ha. Đó, đường thì thông thoáng dài vô trong, đi ra nhiều hướng được. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì mình đến coi thực tế căn nhà, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Đây là phía trước của căn nhà, mặt tiền phía trước thì dán gạch từ dưới tới trên lầu luôn, tới trên nóc nhà luôn. Sân trước rất là rộng rãi, thì sân trước có thể đậu xe ô tô trong nhà thoải mái và đậu nhiều chiếc xe trong này. Rồi phòng khách thì cũng khá là rộng lắm ha. Trong phòng khách thì có bức tranh, thì nhà này bán kính trong vòng 2 km thì cũng đầy đủ tiện ích hết. Thì nếu đi ra chợ số 10 đường quốc lộ 1A của Cái Răng thì mình đi đò qua thì nó gần nha. Thì ở tầng trệt này thì nhìn thông suốt từ trước ra tới sau. Nhà vệ sinh thì ngay góc này, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng thờ. Đây là sân sau của căn nhà, thì nhà này có sân sau luôn đó. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này thì liên hệ số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý chủ mình thương lượng mua bán để lên lầu cho quý cô chú anh chị em xem. Phía trên lầu cầu thang thì nằm một bên ha. Về thôn quê thì ở rất yên bình, rất mát mẻ, yên tĩnh. Thì ở đây thì nói chung người ta bán đồ ăn qua lại rất là nhiều luôn, còn không thì bán nhỏ lẻ dài dài đường. Còn đây là cái phòng ngủ ở trên lầu phía trong. Nhà này thiết kế hai phòng ngủ rất là rộng, phòng nào cũng là rộng hết, có cửa sổ đồ phía sau luôn. Ở trên lầu thì cũng dán gạch lên 1m2 toàn căn nhà. Đây là phía trên trần ha. Vô nhà rất là thoáng mát, nhà cao ráo. Còn nhà vệ sinh thì nó nằm góc bên đây. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu. Phòng ngủ bên đây cũng rất là rộng luôn. Phòng ngủ bên đây thì diện tích bề ngang khoảng 2m5, chiều dài khoảng 5m. Rất là ngủ rộng rãi phòng ngủ này. Nhà này thì hình thức nhà trống, pháp lý là sổ hồng thổ cư đã hoàn công, tài sản gắn liền với đất. Còn đây là phía trước, nếu quý cô chú anh chị em mình mua nhà có
cần chỗ thờ cúng thì không gian chỗ này mình thờ cúng cũng được ha. Đây là cái không gian chỗ thờ cúng, nếu gia đình đông có thể mình làm phòng ngủ ngay chỗ này luôn cũng được, và có hành lang ban công phía trước luôn đó. Hành lang ban công phía trước thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, Gạch Bàn, thì một căn nhà lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình định cư lâu dài. Thì nếu đi về tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng 15 phút là tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Về các trường đại học đồ khoảng 15 phút. Các trường đại học của Cần Thơ. Rồi thì từ vị trí nhà sẽ chạy cái đường đi ra cho quý cô anh chị mình xem luôn cái đường đi ra một đoạn, thì lộ trước nhà 4 m thì cách lộ nhựa 7 m khoảng chừng 300 m là tới lộ nhựa. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này thì mình đến coi thực tế, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Số điện thoại 0396400040, trực tiếp dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Vừa ý thì sẽ trực tiếp gặp chủ mình thương lượng mua bán. Thì từ vị trí nhà sẽ chạy cả cái đoạn đường đi ra dài vô trong nhà rất là nhiều đường nhân sinh, đường này xe ô tô chạy thoải mái luôn, 2 chiếc qua mặt. Đây mấy em nhỏ đi học giờ này chưa đi học gì hết. Mình sẽ tới đây là bắt đầu là tới lộ 7 m rồi, thuộc Tân Thành Tây. Con lộ này là Tân Thành Tây, xe ô tô đi thoải mái luôn, lộ này 7 m. Đi nhà ra quốc lộ 61 xe khoảng tầm khoảng 2 km là tới quốc lộ 61 C. Giá 1 tỷ 9, 90 sở hữu ngay một căn nhà, một trệt, một lầu, xe đậu, ô tô, căn nhà thoải mái luôn. Cảm ơn quý cô chú chị em đã xem, xin chào, hẹn gặp lại những video sau.